Đó, ở bên đây thì có bán vớ rất là nhiều các loại đó, các bạn có thể thấy chỉ với 100 yên là một đôi thôi, rất là rẻ phải không, mà đi lại cũng khá là bền. Thì nói chung là cứ vào shop 100 yên là các bạn cứ vào mua vớ chứ 100 yên 100 đôi, một đôi thôi.